cha, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dưỡng Nghị đầu sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi. Kiến thức chủ, cho bình trà. Ông chủ, cho bình trà đi. Không có trà. Vậy gọi đồ ăn trước. Cho ta một tô canh nóng với một cái bánh thịt bò. Không có. Vậy cho ta một tô mì thịt bò. Không có mì thịt bò. Vậy cơm trắng có chứ? Không có, không có. Cái gì cũng không có, chị mở tiệm làm gì? Thật là. Khách quan, ra ngoài đi thêm hai con đường là có một tửu lâu rất được. Ngươi vẫn nên qua đó ăn thì hơn. Sao lại có chuyện mời khách qua chỗ khác? Có phải ông sợ ta không có tiền không? Ngươi vẫn nên đi nhanh đi, nếu không sẽ gặp chuyện xui xẻo đó. Chuyện xui xẻo? Chuyện gì xui xẻo? Ông nói ta nghe xem. Ngươi nhanh đi thì hơn, nếu không thì không kịp đâu. Ông không nói ta không đi đâu. Còn không nói, ông mới là người gặp xui xẻo đó. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Vốn dĩ tủ lâu của ta làm ăn rất phát đạt, có thể nói ngày nào cũng đông khách. Trong nhà vợ hiền con thảo, nhưng mà có một ngày lại xảy ra một chuyện. Người tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Đi đi, đi. Hắn chính là tên ác bá nổi tiếng ở đây, Trần Đại Chủy. Đáng lẽ hắn sắp đi rồi. Không ngờ đúng lúc hôm đó, vợ của ta có chuyện gấp, nên con gái tới tìm ta. Cha, cha, cha. Cha ơi, mẹ bị bệnh, không xong rồi. Con mau về đi, ta sẽ về liền. Mỹ nhân, các người không được làm vậy, không được làm vậy. Cha, 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 cha có sao không?
Ngày mai đưa con gái ngươi tới phủ bọn ta. Nếu không, bọn ta sẽ quản luôn cái tửu lâu này. Đi. Nói thẳng ra là vô pháp vô thiên. Ông chủ à, chuẩn bị cho ta một bàn rượu thịt đầy đủ. Ta sẽ ăn thật ngon ở chỗ này. Ta nói hết nửa ngày, sao ngươi còn chưa đi nữa? Bữa ăn này ta nhất định sẽ ăn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Dạ, tửu lâu này là của ngài đó. Đúng, đúng. Dạ, dạ, tiểu cô nương xinh đẹp của tiệm này cũng sắp thành người của gia rồi. Đợi ta nắm được trong tay, cũng sẽ cho các ngươi chút đồ ngon. Được, 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 ta nữa. Có hết, có hết. Đừng lo, đi. Đi. Vào đi, vào đi. Vào trong đi. Tiểu cô nương ở đâu rồi? Nhà phụ đại nhân, khi nào mới gả tiểu nương tử cho ta? Chuẩn nghị. Mau nói đi. Nhanh lên. Có phải là muốn gả nương tử của ta cho tên mặt trắng kia không? Đại gia, ta xin người tha cho con gái của ta đi. Nó vẫn là một đứa trẻ thôi. Mẹ nó, còn dám nói lý lẽ với ông, ta đạp chết người. Gia, gia ơi, đừng mà. Đánh cho ta. Đánh. Lên, lên. Ôi mẹ ơi. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ôi da ơi. Da ơi, da ơi. Da ơi. Ôi, răng của ta. Đừng tưởng tên mặt trắng này đỡ lưng cho ngươi. Xem ta, ngày mai làm sao bắt được con gái ngươi. Gia ơi, gia ơi, về thôi gia ơi. Răng của ta. Thế sao hả? Lần này ông có thể yên tâm rồi. Tiêu rồi. Lần này tiêu thật rồi. Cái gì tiêu? Bọn chúng bỏ chạy mất rồi. Hôm nay chúng bỏ chạy, vậy mai thì sao? Kia thì sao? Bọn chúng vẫn sẽ tới tìm con gái của ta. Tửu lâu này vẫn sẽ phải đổi chủ thôi. Thành thân rồi, mau tránh ra hết cho ta. Tránh ra. Tránh ra. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng.
Chúc mừng, chúc mừng. Gia ơi, đến rồi. Xuống ngựa đi. Dạ, dựa theo nguyên tắc, người phải bế tân nương qua đây. Nào nào, nào. Tiện mỹ nhân của ta, xuống kiệu nào. Xuống kiệu nào, đúng, xuống kiệu đi. Chắc là nàng ấy mắc cỡ. Người phải bế cô ấy xuống. Được, được, được. Nương tử, để ta bế nàng xuống. Lão gia, lão gia. Đánh. Đánh. Giết nó. Lão gia, tha cho bọn ta đi. Tha mạng cho bọn ta. Xin tha mạng. Tha mạng. Xem các ngươi còn dám ức hiếp dân lành không. Không dám nữa, không dám. Cút đi. Đi thôi, đi thôi. Ân công, ân công xin dừng bước. Ân công, xin cho biết đại danh quý tính của ngài. Ma Khê Phô địch dân. Ma Khê Phô địch dân. Ma Khê Phô địch dân. Đúng, đúng, chính là Ma Khê Phô địch dân. Hai ngày trước con gái của ông chủ lý, chính tai ta nghe mắt ta thấy. Hắn ở đâu? Đại hiệp địch dân ngao du tứ phương. Sao ta biết hắn ở đâu? Nghe nói địch đại hiệp sau khi giết được kẻ ác thì hành hiệp trượng nghĩa. Đúng là đại nghĩa. Đúng, đúng, đúng. Tiểu nhị, tính tiền, đến liền đây khách quan. Địch đại hiệp thần thánh như vậy hả? Tiểu nhị, khách quan đi thông thả. Tới liền. Mau tới đây, kể tiếp đi. Người mắt thấy tai nghe không? Võ công của hắn cao cường lắm. Đúng, võ công rất là cao siêu. Địch dân này võ công tuyệt thế. Địch dân đại hiệp đúng không? Tuyệt đối chính xác. Hôm đó ta ở sát vách hắn, ta nhìn thấy rất rõ. Tiểu nhị, tới liền. Khách quan, địch dân mà ngươi nói là người nào? Là Ma Khê Phô. Nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Phiền ngươi nói cho ta biết. Không thành vấn đề. Nghe đây, ngày hôm đó ta tận mắt thấy. Cái gì? Người ở đây đều truyền ra việc hắn hành hiệp trượng nghĩa. Dựa theo tính cách và ngoại hình mà ngươi nói thì đó không phải là địch dân. Lẽ nào là người cùng tên cùng họ? Cũng có thể là người sát qua thiết can kia. Chúng ta không thể không phòng bị. Chuyện này tạm đừng nói cho các đệ tử khác. Dạ. Ngày mai chuẩn bị cho ta hai cỗ xe ngựa. Chúng ta chia nhau tới Kinh Châu. Dạ. Lúa đẹp, lúa đẹp. Mời quý cô nương mua lúa. Ông chủ, ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Ta muốn mua. Một đồng. Mời vua Tượng Đức. Địch đại ca, Quỳnh xem con chim ưng này đẹp không? Nếu không phải chim ưng này, chúng ta vẫn không ra khỏi tuyết cốc.
Chim ưng à, người bay đi đón địch đại ca đến giùm ta, được không? Tiểu tử đó đến ngã ba lại không thấy rồi. Đi qua bên đó. Tiểu tử này đi đâu chứ? Đừng tìm nữa. Không cần nhìn, đây là ngõ cụt. Quý vị theo ta đã ba ngày rồi, vất vả lắm đúng không? Không nói, vậy ta đi nha. Đứng lại. Rốt cuộc ngươi có phải là địch dân không? Biết rõ còn hỏi. Nói, rốt cuộc ai kêu các ngươi bám theo bổn đại hiệp? Đừng phí lời, đến. Người đánh ta làm gì? Ta không thấy. Nói, có phải Dạng Trấn Sơn phái các người tới không? Không, không phải. Còn không nói, là Lăng đại nhân phái chúng tôi theo dõi đại hiệp. Lăng Thoái Tư, ông chủ cho ấm trà. Cho ấm trà đi. Ông chủ, cho ấm trà. Địch đại ca, đừng nói nữa. Đi. Mặt trời sắp xuống núi rồi. Quyển sách đó ngâm trong máu độc sẽ hư mất. Tại sao cô phải đóng giả ta? Địch đại ca, huynh biết không, ta cải nam trang, ra ngoài phải có danh phận, cho nên cô dùng tên của ta. Địch đại ca, từ khi ta rời khỏi nhà vẫn luôn dùng tên của huynh. Nói như vậy, ở trên đường địch đại hiệp hành hiệp trưởng nghĩa chính là cô. Địch đại ca, huynh biết hết rồi. Ta chỉ muốn... ta biết. Cô chỉ muốn tạo danh tiếng cho ta. Ở trong mắt người khác, ta là tên ác nhân của Quyết Đao Môn. Địch đại ca, huynh là một người tốt, ta không thể để người khác đổ oan cho huynh. Đa tạ. Thật ra còn có một chuyện ta vẫn nên đa tạ huynh. Chuyện gì? Ta từng gặp tiểu sư muội của huynh.
Đây là túi tiền bị cai ngục cướp mất. Sau khi Quynh vào ngục, cô ấy dùng số tiền lớn để chuộc nó lại. Bây giờ tặng lại cho ta. Những năm nay, tỷ tỷ vẫn luôn mang theo bên mình. Nếu muội ấy tặng cho cô, thì cô cứ giữ nó. Đinh đại ca, ngày mai ta sẽ đưa Đinh đại ca và Lăng tiểu thư đi hợp táng. Sau đó ta sẽ rời đi, rời khỏi chỗ đau thương này, đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ Dạng phủ có thể có rắc rối lớn. Lúc ta theo dõi Dạng gia, phát hiện bọn họ cũng bị theo dõi. Đinh đại ca, Quynh lại muốn thăm dò Dạng phủ sao? Đinh đại ca, ta muốn đi cùng Quynh. Chỗ đó nguy hiểm lắm, lẽ nào không đi thì không nguy hiểm sao? Được rồi, bây giờ trời vẫn sớm, đợi chút nữa ta sẽ gọi cô. Cô về nghỉ ngơi đi. Quynh không được quên ta đó. Tam ca, dậy đi. Tam ca, nào, dậy uống thuốc đi. Quynh ngủ chút đi. Ngủ chút đi. Người trong giang hồ để lại ký hiệu báo thù là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng năm nay ta gây thù không ít người, lẽ nào thật sự có kẻ thù đến sao? Kẻ thù lấy bướm bướm làm ký hiệu là ai? Tại sao lại mang kiếm phổ đến? Rồi tại sao lại cướp nó đi? Là người đó xin Ngôn Đạt Bình hay là bản thân Ngôn Đạt Bình? Tam ca, Tam ca,
Để làm gì vậy? Muốn dọa chết ta? Tỷ muốn để cả thiên hạ đều biết chuyện chúng ta sao? Để bảo bối đừng nhìn nữa, giờ này chắc chắn không có ai đâu. Chứ không biết xấu hổ. Nhanh như vậy mà đã liếc mắt đưa tình với ta rồi. Đừng gấp gáp, tối nay canh ba ta đợi tỷ bên phòng củi. Không được chết tử tế. To gan như vậy sao? Không cần mạng nữa à? Cho dù hy sinh tính mạng cũng không còn cách nào. Vì tỷ ta có thể hy sinh mọi thứ. Vọng tưởng. Tỷ không cần thuốc giải sao? Được, ta hứa với đệ là được chứ gì. Sư tổ, tẩu bỏ dao xuống, nếu không ta sẽ bỏ thuốc giải xuống bể. Ta đợi đến canh ba. Nếu tỷ không đến, canh tư ta sẽ mang thuốc giải cao chạy xa bay, rời khỏi Kinh Châu. Họ Ngô ta nếu như chết cũng không được chết trong tay cha con Dạng Gia. Cha đang luyện nội công cao thâm. Luyện cầm ná pháp. Đây không giống cầm nã pháp, lại si tường giả. Nửa đêm canh ba, thích trộn hồ, là ly hồn chứng. Cha, cha, ai đó? Cha, là con. Quỳ Nhi, Quỳ Nhi, con sao vậy? Cha, con dâu của cha thì ra không phải người tốt. Nào, ngồi xuống rồi nói. Sao vậy? Hai vợ chồng con lại cãi nhau à? Liên Thành Quyết tìm được rồi. Liên Thành Quyết ở đâu?
là con dâu của cha lấy đi. Sao lại trong tay nó? Chiều nay khi chúng ta từ bên ngoài quay lại, con nhìn thấy cô ấy và ra muốn nháy mắt. Con cảm thấy rất kỳ lạ, liền giả giờ ngủ. Sau đó con lén theo dõi. Không ngờ cô ấy đem liên thành quyết để vào trong chậu máu. Tiếp sau đó con thấy cô ấy đem chậu máu ra sau viện. Con vẫn luôn theo dõi cô ấy. Con thấy cô ấy đến căn phòng ở hướng tây. Tại sao nó phải lén lấy sách? Cô ấy lén lấy liên thành quyết là gì? Vì ai? Vì tên cẩu tặc Ngô Khảm. Cái gì? Vì Ngô Khảm à? Sau khi cô ấy giấu sách ở phòng phía tây thì con vẫn luôn đi theo cô ấy. Vậy mà cô ấy lại đến định nghỉ, cố kết làm bậy với Ngô Khảm. Để làm gì vậy? Muốn dọa chết ta? Tỷ muốn để cả thiên hạ đều biết chuyện tốt của chúng ta sao? Đệ, bảo bối đừng nhìn nữa. Giờ này chắc chắn không có ai đâu. Không biết xấu hổ. Nhanh như vậy mà liếc mắt đưa tình với ta rồi. Đừng gấp, tối nay canh ba, ta đợi tỷ bên phòng củi. Không được chết tử tế. To gan như vậy à? Cho dù hy sinh tính mạng cũng không cách nào khác. Vì tỷ ta có thể làm tất cả mọi thứ, kể cả mạng của ta. Tên dâm tặc Ngô Khảm thấy cô ấy liền hớn hở. Nói gì mà canh ba đêm nay ở phòng củi gặp mặt không gặp không về. Câu này con nghe rất rõ ràng. Bình thường ta thấy nó đoan trang, hiền tuệ, không ngờ cũng vì liên thành quyết mà làm ra chuyện đi tiện như vậy. Cô ấy còn nói không được chết tử tế, gan đúng là to, không sợ mất mạng sao? Dạ. Lúc đó con nghe được những lời này, hận không thể giết chết hai người họ. Chỉ tại con bị thương không có sức, cho nên mới sớm quay về phòng. Sau đó hai người họ nói gì, quả thực con không nghe được. Bây giờ đã là canh ba, nói không chừng tiện nhân đó đang ở đó. Cha nào con nấy. Cha con chúng ta trước tiên đến phòng phía tây lấy kiếm phổ, sau đó đến phòng củi bắt gian bắt cả đôi. Cha con ta xử lý bọn họ. Đi. Phương muội, thực ra lần đầu tiên ta gặp muội, ta đã thích muội rồi. Chẳng qua nhiều năm nay không có cơ hội bày tỏ với muội. Hôm nay ông rời cho ta cơ hội này, ta nhất định phải bày tỏ tâm sự của ta với muội. Phương muội, ta cha lấy được chưa? Được rồi, đi. Tam sư tẩu, Ngô Khảm ta hoan nghênh. Đi. Đã là canh ba rồi, sao còn không vào? Đến rồi lại đi. Đùa ta sao? Vừa rồi ở phòng củi, tại sao không giết Ngô Khảm? Vừa rồi trong phòng củi chỉ có một mình Ngô Khảm. A Phương có thể nghe thấy động tĩnh nên đi rồi. Chúng ta bắt gian phải bắt cả đường, sao có thể dễ dàng giết người được? Hơn nữa, Giang gia chúng ta ở thành Kinh Châu cũng là nhà có gia thế. Nếu chúng ta lấy được kiếm phổ, còn rất nhiều chuyện cần phải làm.
Chuyện nhỏ không nhẫn, ác hỏng chuyện lớn. Vì chuyện này có để vậy sao? Muốn rút giận thì khó lắm sao? Dùng cách cũ đi. Cách cũ chính là dùng cách đối phó với Thích Trường Phát. Quỳ Nhi, con mau thông báo với các đệ tử, kêu bọn họ đến gặp ta. Dạ, tuyệt đối đừng để ai khác thấy được kiếm phổ. Dạ cha. Người đâu? Lão gia, thắp đèn hết lên. Dạ. Đóng cửa lại, ta muốn thay y phục. Dạ. Tâm sư ca, nửa đêm sư phụ triệu tập mọi người, đã xảy ra chuyện gì? Chắc là chuyện của kẻ thù. Sư phụ, chúng con đã tụ họp rồi, nghe sư phụ căn dặn. Tốt, con vào trước đi. Dạ. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Là ai? Đệ tử không biết. Người này cải trang thành lang trung bán thuốc, hôm nay từng đến nhà chúng ta. Đệ tử từng nghe qua. Nhưng người này là ai? Đệ tử thật sự không biết. Người này giả dạng cải trang, ta cũng không tận mắt thấy hắn, không nắm chắc nội tình. Như vậy đi, sáng sớm ngày mai con đến thành Bắc điều tra kỹ lưỡng. Con ra ngoài trước đi, ta còn có chuyện phân phó. Dạ. Tôn quân vào đây. Dạ. Đệ tử Tôn quân bái kiến sư phụ. Có kẻ thù tìm đến chúng ta, con biết không? Dạ. Đệ tử vừa nghe được ở ngoài cổng. Sáng sớm mai con đến thành Nam điều tra thử. Ta sẽ kêu Ngô Khảm điều tra ở thành Tây, để Bốc Viên đến thành Đông. Phùng Thản và Khảm Thành phụ trách tiếp ứng báo tin. Giang sư ca con thương thế chưa khỏi, nó không thể ra ngoài. Dạ. Giang sư ca nên dưỡng thương nhiều hơn. Con ra ngoài đi. Dạ. Ngô Khảm vào đi. Sư phụ, có kẻ thù tìm đến cửa rồi, con biết không? Đệ tử nghe sư phụ nói ngoài cổng rồi, là Thảo Đậu Lam Trung đó. Sư phụ, đệ tử tìm hắn đến trị thương cho sư huynh. Đệ tử không ngờ hắn là kẻ thù. Xin sư phụ tha cho con. Người này cải trang giả dạng, con không nhận ra, ta cũng không trách con. Như vậy đi, sáng sớm mai con đến thành Tây điều tra kỹ càng. Nếu như nhìn thấy người này, nhất định phải chú ý nhiều hơn. Dạ sư phụ.
Ngô Khảm, chuyện bản thân con làm còn không mau gánh chịu, lẽ nào để ta ra tay sao? Sư phụ, người kêu đệ tử nhận lỗi gì chứ? Ngô Khảm, con đúng to gan. Con trong ứng ngoại hợp, dẫn giặc đột nhập vào thành Kinh Châu, muốn làm một đại án. Sư phụ, con làm đại án gì? Con tưởng ta không biết sao? Con dẫn tên lang trung bán thuốc đó đến thành Kinh Châu. Thực ra người này chính là Giang Dương Đại Đạo. Ngô Khảm, con cấu kết với hắn, muốn xông vào đây. Sư phụ, con muốn xông vào. Con muốn xông vào Đại Lao Tri Phủ, cướp lấy mệnh phạm triều đình, có đúng không? Ngô Khảm, con còn muốn chối cãi à? Sư phụ, đệ tử không dám. Chuyện lớn như vậy, sao có thể tính như vậy được? Để nói ta là trộm, vậy để nói ta biết, ta trộm thế nào? Ở đâu? Khi nào? Huynh, huynh, để mau giao ra đây cho ta. Tại sao phải giao ra cho huynh? Bởi vì ta là đại sư huynh. Được, ta giao cho huynh. Được. Bây giờ con không muốn nói cũng được. Ta cho con thời gian một nén nhang, từ từ suy nghĩ. Ngô Khảm, rốt cuộc con có chịu tội không? Sư phụ, người nể tình con là đệ tử, tha cho con đi. Tha hay không, không phải con nói là được. Quỳ xuống, chân thành nhận lỗi. Sư phụ, quỳ xuống. Sư phụ, đây là người ép con. Đừng trách đệ tử, con muốn làm gì? Sư phụ, cha, sư phụ, sư phụ, sư phụ, cha, sư phụ, cha, người sao vậy cha? Người sao rồi? Ngô Khảm đâm ta một dao, nhảy ra ngoài cửa sổ rồi. Sư phụ, người không sao chứ? Ta chăm sóc cha ta, mọi người đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát. Được, nhanh lên. Cha, con dìu cha đến giường. Cha. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, cha, sư phụ, người không sao chứ? Cha, chuyện này không thể nào. Mau, bắt thích khách, đừng để hắn chạy, nhanh lên, nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Quỳ Nhi, có người nghi ngờ không? Cha, người yên tâm, tuyệt đối không có. Cha giả đúng là giống với việc giết Thích Trường Phát thật, không có nửa điểm sơ hở. Cha, cha đáng thương quá. Cha, A Phương đó phải làm sao? Chuyện này vẫn dùng cách ban đầu đối phó với cô ta, phải làm cho người không biết quỷ không hay. Không được để cô ta hủy hoại gia phong của Dạ gia, cũng đừng để cô ta hủy hoại danh tiếng của cha con chúng ta, vẫn là cha anh Minh. Còn sao vậy? Tay của con đau quá, vết thương rất đau, làm sao mới tốt đây? Huy Nhi, con đau quá. Con dùng thuốc đó có tác dụng nào không? Cha, không có thuốc giải, thuốc gì cũng không được. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta lên đó xem vết thương của sư phụ thế nào rồi. Đi. Dạ, có người.
phụ, người sao rồi? Sư phụ, vết thương của người sao rồi? Không sao. Tiểu tử đó công phu không mạnh. Sao ta có thể dạy ra một đồ đệ như vậy chứ? Sư phụ, ngươi đừng buồn quá. Cậu Tạc Ngô Khảm này bản tính không tốt, không liên quan đến người dạy dỗ. Đúng sư phụ, Ngô Khảm này là thứ dòng ơn bội nghĩa. Hại người như vậy, đệ tử như chúng con đau lòng không sao? Đợi chúng con bắt được hắn, chúng con sẽ xử lý hắn. Có đồ đệ như các con, trong lòng y sư rất vui. Buôn ba cả một đêm rồi, các con quay về nghỉ ngơi đi. Có Khuê Nhi ở đây được rồi. Đúng, mọi người về nghỉ ngơi đi. Được, đi thôi. Đi. Tiệm viện hậu viện đều tìm cả rồi, sao ngay cả một bóng người cũng không có? Đúng, Ngô sư huynh chạy đi đâu được chứ? Đại sư huynh, đại sư huynh, chuyện hôm nay có chút không đúng. Ta cũng thấy vậy. Khẩm Thành, các đệ qua đây. Mọi người nói lục sư đệ phản bội sư môn, là tại sao chứ? Không biết. Hắn làm như vậy có lợi ích gì? Liệu có liên quan đến Liên Thành Quyết không? Liên Thành Quyết, ta cảm thấy tối nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Khẩm Thành tốt gì, hãy để ra ngoài xem thử. Nếu như có chuyện gì đó, lập tức quay về báo ta biết. Dạ. Các sư đệ, đến phòng ta một chuyến. Được. Cha. Cha. Bọn họ đi cả rồi. Thi thể ở dưới giường, chúng ta nên làm sao? Vẫn là dùng cách cũ đối phó Thích Trường Phát. Xây tường. Vẫn xây ở trong nhà. Đúng. Hai người chết ở trong nhà rồi. Chuyện này phải bí mật. Nếu như hai cha con chúng ta đồng tâm hiệp lực, đợi khi chúng ta phát tài, còn sợ không có nhà để ở sao? Cha, người nói có được Liên Thành Quyết chúng ta sẽ giàu nhất thiên hạ. Lẽ nào cái đó không phải là bí kíp võ công gì đó, mà là kim ngân tài bảo? Đúng. Đương nhiên không phải bí kíp võ công. Có một kho báu lớn được giấu trong kiếm phổ. Thì ra là như vậy. Quá tốt rồi. Mai Niệm Sinh muốn đem kho báu này tặng cho người khác, đâu có dễ như vậy. Quỳ Nhi, kiếm phổ chúng ta vừa lấy được, mau mang ra đây. Dạ. Cha, lấy giấy bút mau. Chiêu thứ nhất của Liên Thành Kiếm Pháp đến từ Phong Kiều Giả Bạc của Trương Kế. Cha, bác là chữ bác. Bác. Nguyệt lạc ô đề, sương mãn thiên, giang phong như quả, đối sầu miên. Đúng. Chữ thứ 8 là chữ giang. Giang, nhớ. Chiêu thứ hai của Liên Thành Kiếm Pháp là Trùng Kinh Chiêu Lăng của Đỗ Phủ. Trùng Kinh Chiêu Lăng. Chúng ta xem thử. Năm 51. Một năm một mười. 15, 20. Chữ Lăng. Giang Lăng. Quả nhiên đúng là ở Kinh Châu. Chiêu thứ ba chắc là Lương Châu Từ của Dương Chi Quán. Quang Hà Diễn Thượng Bạch Dân Giang.
Nhất phiến cô thành dạng sơ sang. Chữ thứ 11 là chữ thành. Thành Giang Lâm. Đau chết ta rồi. Quê Nhi, Quê Nhi, cha, nhanh lên. Đến rồi, đến rồi. Kêu lớn tiếng như vậy sẽ làm ra muốn tỉnh chứ. Cha, cha chịu đau một chút. Quê Nhi, cha, thuốc giảm đau của con sao không có tác dụng. Cha, cha. Ta chịu hết nổi rồi. Chịu. Cha, cha làm gì vậy? Chặt tay cho ta. Chặt tay của ta đi. Chặt đi. Cha, sao con có thể chặt đứt tay của cha chứ? Chỉ có Liên Thành Quyết có thể giữ mạng. Cần đôi tay này có ích gì chứ? Cha, tay của con, tay của con cũng đau nữa. Đau chết ta rồi. Đau chết ta rồi. Cha, cha muốn làm gì? Cha, cha, cha không sao chứ? Cha, Quỳ Nhi, nếu chúng ta đã không có được Liên Thành Quyết, ai cũng đừng mơ có được. Cha đừng xé. Cha đừng xé. Ai cũng đừng mơ có được nó. Cha đừng xé. Cha, tay của ta. Ra muốn ngoan. Con nằm yên đừng cử động. Đừng cử động. Chúng ta không có được, người khác cũng đừng mơ có được. Cha, cha làm gì vậy? Tay của ta. Tay của ta. Sao vậy? Hai người bị sao vậy? Phương Mùi, mau đi tìm Lang Trung, hỏi ông ta thuốc giải. Nhanh lên. Nhanh. Đây là thuốc giải. Con đưa nó cho ta. Đưa cho ta. Đưa cho ta. Đứng yên. Ai dám cử động một chút, ta sẽ đổ thuốc giải xuống dưới. Cả nhà đều chết. Phương Mùi đừng. Ta chỉ cần nghiêng tay thì thuốc giải đổ hết. Đừng. Con dâu ngoan, nghe ta nói. Con dâu, con yên tâm. Nếu như con đưa thuốc giải cho ta, ta nhất định để con đi cùng bố Khảm. Cha, cha. Ngoài ra, ta cho con thêm một vạn lượng bạc để con mãi mãi sống tốt. Nếu trong lòng con có hắn, Khuê Nhi không giữ con lại nữa. Con yên tâm đi, đưa thuốc giải cho ta. Con người ông đúng là bỉ ổi vô sĩ. Vương Mùi, chỉ cần Mùi muốn đi theo Ngô Khảm, ta quyết không cản. Mau đưa thuốc giải cho ta. Hai người đúng hồ đồ quá rồi. Lúc này con suy nghĩ bỉ ổi như vậy. Ta chỉ muốn hỏi hai người một câu. Hai người thành thật trả lời. Ta lập tức đưa thuốc giải cho. Được, nói đi. Con cứ nói. Cha ta đâu? Rốt cuộc hai người làm gì ông ấy rồi? Cha con, chuyện cha con ta thật sự không biết. Ta luôn nhớ lão sư đệ của ta. Sư huynh đệ bọn ta lại là thông gia. Đây là chuyện tốt biết mấy. Lúc nào rồi mà ông còn nói dối ta? Ta hỏi ông, cha đã bị ông hại chết có đúng không? Cách thức hại chết ông ấy giống như cách hại chết Ngô Khảm. Không có. Hai người đã đem thi thể hắn xây vào bờ tường. Đúng vậy không? Sao cô biết được? Đừng, đừng, đừng. Đừng. Quỳ Nhi, không được làm liều. Con dâu ngoan, đưa cho ta. Đừng dứt. Đừng dứt. Đưa ta. Mẹ ơi, thả ra muốn sống. Đừng ép ta, không liên quan đến con bé. Phương Mụi, Mụi đừng ép ta. Nếu Mụi không đưa thuốc giải cho ta, mẹ, ta sẽ giết chết ra muốn. Không. Cha, mau, mau. Cha, trói cô ta lại. Thả ta ra.
thả ta ra. Huy Nhi, con lượm cho kỹ, đừng để chừa lại. Cha không hay rồi, kiếm quyết đều bị gió thổi bay hết rồi. Cái gì? Làm sao đây? Không sao, nếu chúng ta đã biết là thằng Nam Giang Lăng, cộng thêm một phần liên hành quyết còn lại, vẫn có khả năng tìm được nơi đó. Thành Nam Giang Lăng. Đi. Đi. Hình như là Bốc Viên và Thẩm Thành. Còn thấy rõ sao? Không sai, nhất định là hai người họ. Vậy thông tin của chúng ta không phải bị lộ rồi sao? Á tiện nhân này xử lý sao đi? Chuyện không được chậm trễ, lập tức ra tay. Nữ tiện nhân này xử lý giống như cha của ta. Tên họ Dặn, ngươi giết chết ta cũng được, nhưng ngươi hãy nể tình chúng ta là phu thê. Sau khi ta chết, ngươi phải chăm sóc rau muống thật tốt. Cha ơi, cha ơi. Được, Dặn Khuê. Cha, việc có phải diệt tận gốc, thứ này không được để lại. Nhưng mà cha, các người đúng là nhẫn tâm, ngay cả trẻ con cũng không tha. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng. Mẹ ơi, mẹ ơi, đem chôn cô cùng với cha cô, gọi là cha con trung huyệt, rất có ý nghĩa. Mẹ ơi, đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Đại sư huynh, mười mấy năm nay, tại sao sư phụ trước giờ không dạy chúng ta liên thành kiếm pháp? Lúc đầu gấp sức, nói mọi người đều sẽ có lợi, nhưng mà lợi ích đâu không thấy. Đúng vậy, giống như lúc đầu lập kế cướp Tam Sư Tổ vậy. Đại sư huynh, đại sư huynh, đại sư huynh, để biết rồi. Chuyện gì? Ở thành Tây Giang Lăng. Thành Tây Giang Lăng, đúng. Thành Tây Giang Lăng gì chứ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Quỳ Nhi, cha, ta đi phá tường, con kéo thi thể Ngô Khảm ra đi. Dạ. Mẹ ơi, con sợ lắm. Cha ta là bị lão tặc này chôn trong bức tường đó. Mẹ ơi,
Phương à, ta vẫn luôn coi cô như con gái mà đối đãi. Nhưng cô thì sao? Cô luôn phản bội giảm gia. Nếu như cô đã nhớ phụ thân cô cũng tốt, vậy ta sẽ thành toàn cho cô. Mẹ ơi, còn con nữa, rau muống nhỏ. Không phải con nhớ ông ngoại sao? Hôm nay ông nội con đưa con đi gặp ông ngoại con. Con xem đi, ông ấy đang ở trong đó. Cha! Cha! Quản cái gì? Cha! Ngô Khảm mất tích rồi. Cái gì? Không thấy Ngô Khảm nữa. Đúng, ở trên giường, sau rèm cửa, trong thư phòng, con tìm không thấy thi thể hắn đâu nữa. Không lẽ là Bốc Diên, Thẩm Thành giở trò quỷ? Cha, có khi nào hắn chưa chết, ngưng thở nửa ngày, rồi hắn sống lại không? Nói bậy, cha con là ngũ dân thủ, hiển hách trong giang hồ. Võ công trong tay rất lợi hại, chẳng lẽ tới một tên đồ đệ cũng không bóp chết được? Đúng là Ngô Khảm bị cha bóp chết, nhưng không biết tại sao lại không tìm thấy thi thể. Quả nhiên cha ta bị nguy hại chết. Lẽ nào cái gì? Lẽ nào hắn âm hồn không tan, biến thành cương thi? Nói linh tinh. Xem ra chuyện này chúng ta bị bại lộ rồi. Không thể đợi ở thành Kinh Châu được nữa. Cha, chúng ta phải xử lý bọn chúng trước, rồi sau đó tìm thi thể Ngô Khảm. Mẹ ơi, con sợ. Phương muội, là muội có lỗi với ta trước. Muội chết rồi tuyệt đối đừng hận ta. Con tiện nhân sắp chết đến nơi rồi, còn ở đó dám phản kháng. Cha ơi, cha ơi, đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Đừng giết mẹ mà. Đừng mà. Đừng giết mẹ mà. Cha đừng giết rau muống mà. Cha ơi. Quỳ Nhi, con không muốn sống nữa à? Con mau ra tay. Cha ơi, đừng mà. Ra tay. Cha ơi. Cha ơi. Cha không cần rau muống nữa hả? Cha không cần mẹ nữa sao? Cha ơi. Tránh ra. Sư phụ, con không thở được. Sư phụ, là kẻ nào dám giả thần giả quỷ? Đại sư huynh, huynh không báo thù cho đệ hả? Tên trộm Ngô Khảm, lẽ nào ông đi lại sợ một tên cương thi như ngươi?
Rốt cuộc ngươi là ai? Ta chính là địch dân mà ngươi hại mãi không chết. Địch dân? Sư muội, sư ca, là ta. Ta là địch dân, là sư ca của muội. Sư ca, là huynh đúng không? Muội không nằm mơ chứ? Muội không nằm mơ. Ta đây. Đây không phải mộng. Ông trời tội nghiệp ta, hôm nay cũng cho ta gặp được muội rồi. Sư muội, sư ca. Muội vẫn luôn được gặp huynh trong mơ. Đây không còn là mơ nữa đúng không? Sư muội, đây không phải là mơ, đây là sự thật. Hôm nay ta ở đây đã nhìn thấy tất cả. Sư muội, muội yên tâm, sau này ta sẽ không rời xa muội nữa. Sư muội, vậy chuyện tối hôm nay huynh đã thấy hết rồi. Hai tên điên cuồng mất trí này làm ra những chuyện nghịch thiên bất đạo, ta nhìn thấy cả rồi. Cha, cha, cha ơi, không có. Cha ơi, cha ơi, không có ai hết. Sư phụ, sư phụ, không có. Lẽ nào cha muội không bị họ hại chết? Sư phụ, rốt cuộc ông đã làm gì cha ta rồi? Kẻ nào làm kẻ nấy chịu. Cha ngươi bị ta hại chết rồi, có việc gì thì cứ tính sổ với ta. Cha ta đã bị ông hại chết rồi. Vậy thi thể ở đâu? Ở trong bức tường đó. Không có, trong đó không có cha ta. Lẽ nào người chết kia không phải là hắn? Qua đây, nhìn đi, nhìn đi. Sư phụ ta rốt cuộc ở đâu? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Lẽ nào trên đời này có cương thi thật sao? Vạn chân sực, ông đừng có lừa ta. Rốt cuộc ông giấu sư phụ ta ở đâu? Ta không hề lừa ngươi. Ta thật sự không biết. Địch dân, Vạn chân sực, đám súc sinh các ngươi hại ta thành ra như vậy. Các ngươi giết sư phụ ta, lừa gạt sư muội ta. Các ngươi, các ngươi quá độc ác. Hôm nay ta nhất định có thù tất báo, trả lại những gì ông đã gây ra cho ta. Địch dân, vào đi. Phương muội, Phương muội, tên khốn, biết như vậy ta giết người sớm rồi. Vào đi. Giang Lăng thành Tây, Giang Lăng thành Tây lớn như vậy, chúng ta biết tìm ở đâu? Đúng, tìm ở đâu? Lẽ nào Liên Thành Quyết này chỉ có vỏn vẹn 4 con chữ? Nếu chỉ có vỏn vẹn 4 chữ lại trong phạm vi lớn như vậy, vậy thì khác nào có như không? Để chưa nghe phần sau của khẩu quyết hả? Hay là cố ý không nói ra? Đại sư huynh, huynh đây là có ý gì? Ý gì? Tự để biết mà. Huynh đang nói ta lừa huynh. Trong lòng ai chột dạ thì người đó tự hiểu. Huynh, sư huynh, chúng ta đừng làm tổn hại hòa khí huynh đệ. Bác sư huynh, ngồi, ngồi đi. Đại sư huynh, chúng ta không nên giống sư phụ và sư thúc. Chúng ta là huynh đệ tình thân. Hôm nay chúng ta không bàn về Liên Thành Quyết. Chúng ta uống rượu. Uống rượu. Đệ đi lấy rượu. Sư huynh, bỏ đi.
Cho dù chúng ta lấy được kiếm phổ, nhưng lại ảnh hưởng đến hòa khí huynh đệ. Đau muốn à? Đau muốn tỉnh lại đi. Đau muốn tỉnh lại đi. Đau muốn. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ngoan, con đừng sợ. Mọi chuyện qua hết rồi, biết không? Đi, đi với mẹ nha. Sư muội, chỗ này không tiện ở lâu, chúng ta mau đi thôi. Mẹ ơi, đây chính là rượu Đỗ Khang mà đệ giữ 5 năm. Nào, uống. Được, uống đi. Muốn nói khẩu quyết này, hai chúng ta vừa nghe được 4 chữ thì bị sư phụ phát hiện. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh là đi uống canh mạnh bà rồi, sao còn thấy được mọi người? Đúng, đúng, đúng. Đúng. Nếu như chúng ta không muốn nói với mọi người thì còn trở về làm gì? Nói xem đúng không? Đúng. Hơn nữa hai người Giang Chấn Sơn, cho dù biết được Liên Thành Quyết, lẽ nào lại không dựa theo khẩu quyết mà đi tìm? Qua mấy ngày nữa, chúng ta dùng ngân lượng phái người đi tìm tung tích, nhất định sẽ tìm ra bảo vật. Ý hay đó. Đến lúc đó sáu huynh đệ chúng ta phát tài, vậy là cùng nhau phát tài rồi. Nào, cạn ly. Cạn. Cạn. Nói cho các người biết, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi. Vậy đi. Đi. Sư muội nhanh lên. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Ngoan, chúng ta cùng đến nơi khác, cùng với ra muốn cửu cửu. Nhanh lên con. Đi đâu? Thư phòng. Đi. Kỳ lạ, hai cha con họ để lại trạch viện lớn như vậy, có thể chạy đi đâu rồi? Có thể tới thành Nam đào bảo vật rồi. Chúng ta tới chậm một bước, giết nhầm hơn bỏ sót. Lấy tất cả đi. Đau quá. Sao vậy? Ngô Khảm. Ngô Khảm. Sao hắn lại chết rồi đi? Lẽ nào là sư phụ? Dù sao đi nữa cũng là huynh đệ gắn bó. Chung hắn trước đi. Nhanh, Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Nhanh lên. Nhanh lên. Đào. Mẹ ơi, ra muốn muốn về nhà tìm cha. Cha con là kẻ xấu, chúng ta không cần nữa. Cha không phải là kẻ xấu, cha thích ra muốn. Thích ra muốn. Ra muốn ngoan. Ngoan quá đi. Cha đi rồi, không về nữa đâu. Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn về nhà tìm cha. Rồi muốn không khóc. Đừng khóc nữa con. Con muốn tìm cha. Lại lần nữa nào. 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 Mẹ lừa con. Cha không đi. Con muốn tìm cha.
Phương muội, Tam ca, ta mua cái này cho muội. Muội thích không? Nào, ta cài cho muội. Rất đẹp. Sư muội nào, để ta. Sư muội, chúng ta đi nhanh một chút. Thủy cô nương đang đợi chúng ta. Sư ca. Sư ca, muội muốn trở về lấy chút đồ. Sư muội, trời không còn sớm nữa, chúng ta không kịp đâu. Muội đừng về. Không, sư ca, chúng ta đi quá vội vã. Muội muốn trở về lấy cho ra bốn mấy bộ đồ, rất nhanh sẽ trở lại. Được, ta đi với muội. Không, không cần đâu. Nếu như bị người khác nhìn thấy thì sẽ lại xảy ra chuyện. Muội đợi một lát, muội sẽ về nhanh thôi. Được rồi, muội đi nhanh về nhanh. Mẹ ơi, Rau Muống đừng sợ, cửu cửu ở bên con. Tam ca, Tam ca, Quỳnh sao rồi? Tam ca, Tam ca, Quỳnh mau chạy đi. Quê Nhi, mau giải huyệt cho ta. Tam ca, muội chỉ muốn hỏi huynh một câu. Huynh có từng yêu muội không? Vậy ta muốn hỏi muội, muội có từng yêu ta không?
Dạ, cẩn thận. Cẩn thận. Đi, mau đi thôi. Muội nói đi. Muội sao vậy? Mẹ ơi. Sư muội, muội sao vậy? Sư muội. Sư ca. Muội có lỗi với huynh. Sư muội. Có phải là tên khốn Giảng Khuê? Người ta nói một ngày làm phu thê ơn cả trăm năm. Muội bỏ đi, đừng trách muội. Sư ca, muội không thể nhẫn tâm, không thể nhẫn tâm để ra muốn không có cha. Muội đã huynh ấy sư muội. Có phải muội quay về cứu hắn không? Hắn làm phản đâm muội một đau. Muội ngốc lắm đúng không? Không. Sư muội, hắn đúng là một tên khốn. Tên khốn kiếp. Ta muốn giết hắn. Sư ca, đừng mà, đừng đi. Sư ca. Sư muội. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Nghe lời ra muốn. Ra muốn đừng khóc nữa. Ngoan đi con. Sư muội. Cái chuyện này huynh phải đồng ý với muội. Đời này muội không còn gì bận lòng nữa. Chỉ là muội không yên tâm về ra muốn. Muội giao con bé cho huynh. Xin huynh niệm tình nó chỉ có một mình, không còn người thân thích. Giúp muội chăm sóc tốt con bé, được không? Được. Ta đồng ý với muội. Sư ca, vốn dĩ muội muốn mãi mãi giữ cái túi này bên mình. Bây giờ muội đưa nó cho Thủy muội muội. Sư ca, Thủy muội muội là một cô nương tốt. Sư ca, Thủy muội muội rất tốt với huynh. Huynh đồng ý với muội, nhất định phải biết quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy. Được. Được, ta đồng ý với muội. Ta đồng ý với muội. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Sư ca, huynh xem. Lương Sơn Bá, còn có Chúc Anh Đài. Một con là huynh, một con là muội. Hai người chúng ta cứ như vậy bay qua bay lại, bay qua bay lại, mãi mãi không rời xa. Không rời xa.
xa. Mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa hả? Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, con muốn mẹ cùng bắt bươm bươm với con. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ không cần rau muống nữa đúng không? Giang Khuê, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Cha, ngươi cho rằng lão tử chỉ có một chút bản lĩnh sao? Lão tử năm đó là Dẫn Nghị đầu sư, Bát Quái Thần Truy Thái Bảo là sư phụ đầu tiên của lão tử. Cha, đi. Kiến thức Dạng Chân Sơn, ngươi chạy không thoát đâu.
đại nhân, chúng ta đem tất cả đường thi kiếm pháp đều viết ra rồi. Không biết mấy người huynh đệ chúng ta có thể đi được chưa? Chờ chút. Không biết đại nhân có ý gì đây? Nếu thứ tự kiếm chiêu của sư phụ các ngươi đều rối loạn, vậy thì dựa theo thứ tự này tra xuống, vậy khẳng định là sai. Trong toán thuật này có một loại học vấn gọi là sắp xếp tổ hợp. Bốn người các ngươi, mỗi người phụ trách 9 bài thơ. Đem 36 con số liên thành quyết này toàn bộ tra một lần, sau đó đem những chữ này từng chữ một sắp xếp lại, có lẽ sẽ có được. Làm đi, làm đi, làm đi. Liên thành kiếm chiêu thứ nhất: Phong Kiều Dạ Bạc, Nguyệt Lạc Ô Đề Sương Mãn Thiên, Giang Phong Ngư Quả Đối Sầu Nguyên. Là nhị sư bá. 8. Chiêu thứ hai: Trọng Kinh Chiêu Lăng, 51. Thì ra là như vậy. Chiêu thứ ba: Xuất Tắc, 11. Chiêu thứ tư: Ức Giang Nam. Hai mươi bảy, bốn mươi hai, ba mươi sáu, tám mươi lăm. Thì ra trong này quả thật có một bí mật lớn. Sư phụ, tất cả những điều này người đều biết hết. Giang Lăng Thành Nam Thiên Tây, Thiên Ninh Tự Đại Điện Phật Tượng, Hướng Chi Thành Kính Cúng Bái, Thông Linh Cầu Phúc, Như Lai Chúc Phúc, Giảng Sinh Cực Lạc, Giảng Sinh Cực Lạc, Giảng Sinh Cực Lạc. Để cho ta hướng Như Lai Phật thành kính cúng bái, thông linh chúc cáo, cái tượng đất Bồ Tát điêu khắc gỗ này sẽ chúc phúc cho ta. Bà nội hắn, để lão tử giảng sinh cực lạc. Giảng sanh cực lạc. Bọn ta hợp lực giết chết sư phụ. Đồng môn tương tàn, tranh tới tranh lui, lại tranh cái giảng sinh cực lạc. Trong Giang Lăng Thành, mấy trăm anh hùng này
còn có ô quy, ác tặc, cường đạo. Bọn họ cũng là tranh cái giáng sinh cực lạc. Nếu đã đến bước ruộng này, ta không ngại đi đến Thiên Ninh Tự. Ta bị người khác hãm hại, sư muội lại chết thảm. Nguyên nhân đều là vì Liên Thành Quyết. Không thể tưởng tượng, đúng là một câu nói đùa. Đinh đại ca, Đinh đại tẩu, hai người cái gì cũng không tranh, cái gì cũng không làm, lại bị người hãm hại, bị người hại chết. Chẳng lẽ thực sự có thể giảng sinh cực lạc sao? Phật vàng. Tượng Phật là vàng. Là vàng. Tất cả là vàng. Như Lai gia trì. Như Lai gia trì. Thật sự là Như Lai gia trì rồi. Sư phụ, nhị sư huynh, xin lỗi nha. Tượng Phật vàng này thuộc về một mình ta. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Khi tìm kiếm, thiên hạ đều là huynh đệ. Tìm được bảo vật rồi, ta không giết ngươi, thì ngươi giết ta. Được. Vậy ta kết thúc sớm đi. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu?
Ngươi không đi thì nên tự quấy rầy ta làm gì? Ai biết được các ngươi có dụ dỗ ta không? Cháy rồi, cháy rồi. Quán trà cháy rồi. Mẹ ơi, giết một tên, ít một tên. Bước tranh giành bảo vật với bọn ta. Huynh đệ, bảo vật đang ở đâu? Chạy đi. Chàng đừng vội đi mà. Huynh đệ, mau nói ta nghe bảo vật đang ở đâu. Nói đi. Thiên Ninh Tự. Huynh đệ, ngươi không thể chết được. Mau nói đi. Thiên Ninh Tự sao? Thiên Ninh Tự. Mau phu nhân, nhanh lên. Nàng xem, quán trà không còn nữa rồi. Không còn rồi. Mau đi tìm cái túi đến Thiên Ninh Tự. Đựng hai túi trân châu phỉ thúy, đủ để chàng mở 10 quán trà rồi. Đi. Ta tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Đều ở đây, đều ở đây. Hạ Tam Đao và những người khác thông đồng với tên cướp dạng chấn rừng ám sát bổn quan. Bây giờ bọn họ đang chạy về phía thành Nam. Đến đâu? Có. Đuổi theo. Dạ. Tam sư đệ có thể tìm được đến đây, nhị sư đệ cũng sẽ tìm được đến đây. Chẳng lẽ mọi người đã quên đại sư huynh đệ cũng có thể tìm được đến đây sao? Lần trước huynh không có bóp chết đệ, không ngờ sớm muộn gì cũng phải chết trong tay huynh. Ta chỉ đang thắc mắc. Ta bóp chết đệ, nhốt đệ vào trong vách tường, sao đệ lại có thể sống được? Đệ không nói, chẳng lẽ ta không thể đoán ra sao? Khi đó đệ vì để lừa ta lại nín thở giả chết. Ta cho người xây tường để nhốt đệ, đệ lại nghĩ cách chạy thoát, sau đó xây lại bức tường. Giỏi thật đó. Sau đó ta mới thấy một viên gạch trên tường bị nhô ra. Trong lòng ta khá rối bời. Ta không ngờ rằng đó là lỗ hổng cho đệ để lại khi đệ vội vàng xây lại tường để trốn thoát. Thích lão Tam ơi, đệ cũng thật lợi hại đó. Để tận mắt nhìn thấy con gái mình trở thành con dâu của ta, để lại không chịu hiện thân. Đây là tại sao vậy? Tại sao vậy? Thích lão Tam à, để muốn dứt khoát chết hay là chịu khổ mà chết đi? Được thôi, nếu như huynh muốn biết thì để sẽ nói huynh biết. Con gái đệ đã đánh cắp kiếm phổ, giấu vào trong sơn động. Huynh tưởng rằng đó là một người tốt lành sao?
Quá ra là như vậy. Ta lại hỏi đệ, nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đệ đã trốn ở đâu? Nói, đệ còn trốn ở đâu nữa? Đương nhiên là đệ trốn đi nghiên cứu Liên Thành Quyết rồi. Sau đó đệ dứt khoát mở một tiệm sách. Có đánh chết huynh cũng không dám nghĩ đệ lại dám ở Kinh Châu mở tiệm sách. Được rồi, bớt nói dớ dẫn. Muốn chém muốn giết, đệ sẽ tuân theo. Được, vậy đệ đi tìm con gái đệ tính sổ đi. Sư phụ, sư phụ, con là Dân Nhi. Dân Nhi, con là Dân Nhi. Vừa nãy con nhìn thấy hết rồi à? Con nhìn thấy hết rồi. Sư phụ, sư muội muội ấy. Dân Nhi, cũng may là con kịp thời đến cứu mạng sư phụ. Sư phụ, người vẫn khỏe chứ? Mấy năm nay, Dân Nhi, sư phụ cũng rất nhớ các con. Mấy năm nay các con sống thế nào? A Phương sao rồi? Sư phụ, sư muội muội ấy ai? Sư phụ, đệ tử đã phạm sai gì mà người muốn giết con? Được lắm, bây giờ con đã học được tuyệt thế võ công, không đặt sư phụ vào trong mắt rồi. Được, con cứ giết ta đi. Giết đi, giết ta đi. Đệ tử không dám giết sư phụ. Con đừng đạo đức giả nữa. Đây là một tượng Phật khổng lồ làm bằng vàng. Dưới địa cung này là bảo vật có giá trị liên thành. Không lẽ con không muốn độc chiếm sao? Bây giờ ta không giết con thì con sẽ giết ta. Sư phụ, người vì tượng Phật này mà người muốn giết con sao? Đúng, chính là vì tượng Phật này. Sư phụ, con sẽ không chia báo vật với người. Con sẽ không. Người tự giữ lấy dùng đi. Con thật sự không hiểu. Một người sống trên thế gian, vì những báo vật này cái gì cũng không cần. Không cần sư phụ của người, không cần huynh đệ của người, không cần đồ đệ, ngay cả con gái ruột của người, người cũng không màng. Sư phụ, cho dù người có được những báo vật này thì thế nào chứ? Vậy thì đã sao? Những người thân xung quanh người còn không? Con bị điên à? Tượng Phật lớn này được làm bằng vàng, còn có vô số báu vật, con không muốn có nó sao? Ta không tin. Con lại đang có mưu kế gì đây? Đúng, ta lấy một vài báu vật trước, sau đó tìm chiếc xe lớn. Đúng, đúng. Nhanh lên mọi người, nhanh lên. Báu vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mọi người nhanh lên. Mọi người theo ta. Mọi người theo ta. Bảo vật đang ở Thiên Ninh Tự. Mau đi theo ta. Mọi người theo ta. Bảo vật đang ở Thiên Ninh Tự.
đều là của ta. Đều là của ta. Đừng ai giành với ta. Không có ai giành được với ta đâu. Bỏ xuống. Đây là của ta. Tất cả là của ta. Tất cả là của ta. Mang nhiều túi như vậy là mua lá trà hay là mua lương thực? Đừng nói nhảm nữa. Không có túi thì làm sao được năng lượng? Chàng đi mau lên đi, nếu không thì không còn kịp đâu. Rồi cái gì? Là của chúng ta sẽ là của chúng ta. Không phải của chúng ta cứ để người khác lấy đi đi. Chàng thật là, bây giờ nói những lời này, ta sao lại gả cho một người đầu gỗ như chàng? Quán trà của chúng ta bị thiêu rụi rồi. Rụi thì rụi thôi. Chàng nói cái gì vậy? Chàng không lo lắng sốt ruột hả? Nhanh chân lên cái. Gấp gáp cái gì? Ta với con lừa này đều là người chậm chạp. Nếu đi nhanh, con lừa lại bực mình. Ta sợ lỡ như nàng bị té thì sao? Té chết cũng tình nguyện. Đi mau. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân, phía trước không có chuyện gì tốt đẹp. Chúng ta quay về đi. Quay về? Quay về chàng cho tiền ta xây lại quán trà sao? Ta làm gì còn tiền? Vậy thì đừng nói nhiều, nhanh. Đi đường vòng. Đi đường vòng. Đều là của ta. Của ta. Bỏ xuống. Bỏ xuống. Của ta. Của ta. Bỏ xuống. Của ta. Mọi người cứ tin ta, phía trước chính là Thiên Ninh Tự. Chúng ta đến đó tận mắt nhìn xem. Đi, mau.
Đi mau. Phía trước là Thiên Ninh Tự. Địch sư đệ, ngươi đến đây làm gì? Thiên Ninh Tự là một nơi hại người. Mọi người đừng đi. Địch sư đệ, có phải ngươi muốn dụ bọn ta một mình muốn trọn bảo vật? Đừng tin hắn, mau đi. Đúng, đi, đừng tin hắn. Chúng ta đi. Đi. Mọi người đến Thiên Ninh Tự theo ta. Đi. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Đừng có giành, đây là của ta. Phát tài rồi. Phát tài rồi. Của ta. Đây là của ta. Bỏ xuống. Bỏ xuống hết cho ta. Đây là của ta. Đây là của ta. Ở đây có gì đáng để lưu luyến nữa chứ? Ta nên đi thôi. Đây là của ta. Của ta. Đây là của ta. Của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Là của ta. Đây là của ta. Là của ta. Tất cả là của ta. Giết không tha.
Đó không phải là Thẩm Thiếu Hiệp và Bạc Thiếu Hiệp của Dạng Phủ sao? Đúng, bọn họ chết thảm rồi. Nàng xem, chúng ta phải nên quay về. Mau đi thôi Căn Bảo. Ghê quá. Căn Bảo, đi đâu vậy? Quay về. Quay về cái gì? Đi Thiên Ninh Tự. Còn đi nữa sao? Nàng không cần mạng nữa à? Chàng nhanh lên, đi nhanh lên. Chàng không biết sao, bọn người đó đều là bởi vì quá tham lam, cho nên mới chết thảm. Chúng ta chỉ lấy một chút ngân lượng, đủ mở quán trà. Nhanh lên. Chàng nói xem, bọn họ chết rồi. Vậy bảo vật không phải đều là của chúng ta sao? Không còn ai tranh giành bảo vật với chúng ta nữa. Đi đi, nhanh lên. Ai tham? Nàng tham nhất. Mau đi thôi, đến Thiên Ninh Tự, nhanh lên. Của ta. Mau đưa đi. Của ta. Của ta. Ông chết đi. Đều là của ta. Đều là của ta. Của ta. Của ta. Đều là bảo vật, lên. Động đất rồi, chạy nhanh. Chạy mau, chạy mau. Động đất rồi, chạy đi. Đưa đây cho ta. Chạy đi, động đất rồi. Động đất rồi, chạy đi. Căn Bảo, đợi ta đã. Đợi ta. Ông lão, ở đây là Thiên Ninh Tự sao? Đây đúng là Thiên Ninh Tự. Vậy Thiên Ninh Tự ở đâu vậy? Sao lại không thấy? Còn nữa, những người đến tìm bảo vật đâu rồi? Ông lão, sao lại không thấy? Người đến tìm bảo vật đều bị chôn ở dưới rồi. Con người trên thế gian này, vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật đó. Con người đó. Gia Gia, những người này còn đi tìm bảo vật nữa không? Còn. Tại sao? Người đời
không thể đi chệch ý mình. Biết đó là chuyện không nên làm, vẫn làm. Chuyện gì đến thì cũng đến, khó mà ngăn cản được. Vui vẻ chính là phúc, bình đạm mới là thật. Nàng đứng ngay ra đó làm gì? Đi. Đi đâu? Đi đâu? Đương nhiên về nhà rồi. Đi. Về nhà. Căn bảo, chậm thôi, đợi ta với.